Đó, xin chào các bạn. Hôm nay thì đến cái lịch mình lại cho Igu ăn bí đỏ, cà rốt, một số loại. Thì hôm nay là mình vừa mới hết cái bí đỏ và cà rốt cũng như củ cải. Thế thì mình không biết các bạn nuôi như nào, nhưng mà mình cứ đặt lịch là cứ 4 ngày mình cho ăn rau. Một ngày thì mình sẽ cho ăn bí đỏ với lại các cái loại củ quả khác. Thì ở đây mình có mua một cái máy này nè, chính xác là nó được chế từ cái máy cắt hành tỏi đi các bạn. Tuy nhiên thì máy này nó rất chi là cứng, bởi vì nó không phải là cái loại cắt hành tỏi thông thường, mà là cái máy này nó được chế rất chi là dày, nó cứng cáp và mình có thể cắt được bí đỏ. Thì đây là bí đỏ thì thường là cái lỗ này nó là lỗ 6 cm, nên mình sẽ phải cắt những cái miếng bí nó như thế này để nó đút vừa cái lỗ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, nó sẽ có cái bộ cái này nó gọi là cái bộ lưỡi để nó thái cái sợi đấy các bạn. Thì cái này nó rất là tiện, là bởi vì cái chân nó rất là cao, nên thành ra là mình có thể kê được cả cái rổ này nhưng mà nó vẫn cứ bắn ra. Thì cái cách mình làm lâu nay đó là nó đơn giản thế này các bạn. Cái này lại cho nó chắc chắc vô này, thì vệ sinh rất chi là dễ ha, nhanh chóng. Và sau đó mình sẽ dùng một cái bọc bóng, mình quàng nó từ bên cái góc bên này, xong rồi mình kéo nó sang bên này, quay cái bọc bóng lại này góc này, đó móc lên trên này luôn. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Vậy là cái này nhà mình nó hơi kênh, mình phải kê tí xíu giấy trên đó. Thì các bạn nhìn thấy là nó như này đây các bạn, thì coi như là được bao nhiêu là nó tụt ra đây hết luôn, mà mình không phải lau dọn cái nhà đó. Cái này là một cái rất chi là tiện, các bạn mà nuôi nhiều cỡ chục con trở lên đó, chục con igu trở lên, thì các bạn nên sắm cái này. Cái này trên giá trên thị trường thì như là mình thấy thường nó nằm vào giá khoảng 2,5 triệu thì phải đó. Này và được cái là như của mình ấy thì nó rất chi là cái lưỡi nó rất chi là cứng này nha. Mình cắt cả cuống luôn, cả hạt luôn, mình không có bỏ cái gì cả, chỉ có bỏ mỗi cái nấm ở trên này nó cứng quá, cái đó nó là cái dây sợi ấy. Đó, là mình dùng cái đó. Thì bây giờ mình sẽ thái cho các bạn ăn nhé. Về cái loại mà bào này thì thường mình dùng là cái tỷ lệ của nó là 50% bí, rồi 10% củ cải, 10% cà rốt, rồi các cái loại như khoai lang mình cũng cho nó ăn. Nói chung là chủ yếu là bí, nhưng mà còn lại thì mình sẽ trộn thêm các cái loại củ khác. Mình có test thử cho nó ăn củ sắn xem nó có say không, nhưng mà cũng không thấy nó say. Thế là nhưng mà củ sắn ở dưới này thì ít, nên là mình thường sẽ cho các cái loại chủ yếu là để nó bổ sung vitamin, thì mình cho ăn bí, các cái loại dưa, các bạn mua cái dưa bở nhưng mà cái loại nó chưa chín hẳn đó, đó. Rồi kèm theo trái cây, cái củ khác như là củ khoai lang, củ khoai mì hay là củ sắn đó. Rồi kèm theo cái củ cà rốt và củ cải nữa các bạn. Đó là cái đó là thường là các loại thức ăn mình hay cho nó ăn trộn. Hôm nay thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái bí này cho các bạn xem nhé. Thì khi mà chạy thì cái máy nó hơi ồn cho nên mình sẽ không nói nữa. Bây giờ các bạn xem nhé. Thank you.
bạn nhìn thấy là để một chút xíu là nó tự động nó cũng mài dần nó mài hết. À, cái này thì nó có cái đà rất là lớn các bạn. À, cái này thì mình đập riêng, là bình thường thì cái sợi người ta sẽ lấy cái sợi to, tuy nhiên thì để cho Nigu nó để ăn thì mình đập, người ta làm cái sợi nhỏ, nó thành ra là cái sợi của mình ở đây các bạn nhìn thấy này. Sợi này nó còn cỡ 1-2 mm gì đấy. Đó, cái sợi nó rất là mịn nhưng nó vẫn dài như các bạn nhé. Mình được nghĩ vu nó không cần nhai nhiều, nó dần tạp cái là nó ăn hết. Đó, rồi chúc các bạn may mắn.